thưa quý vị và các bạn bệnh viện đa khoa tỉnh hương yên vừa tổ chức hội thi sân khấu hóa đổi mới phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh nhằm tăng cường truyền thông ý nghĩa của sự đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự chuyên nghiệp Tham gia hội thi là đại diện các khoa phòng của bệnh viện, chia thành 4 đội, khối văn phòng, khối nội, khối ngoại và khối các khoa phòng cận lâm sàng. Các đội thể hiện 3 phần thi, trao hỏi, tiểu phẩm và trả lời câu hỏi ứng xử. Hội thi đã đưa ra những vấn đề quan trọng trong việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hiện nay để làm sao hướng tới sự hài lòng của người bệnh những chủ đề nóng như ứng xử với văn hóa phong bì thái độ chăm sóc cởi mở thay đổi từ thái độ xin cho sang phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân đã giành được sự quan tâm của hội thi hội thi cũng đặt ra vấn đề đổi mới không chỉ là thái độ phong cách mà phải có sự chuyên nghiệp trong chuyên môn mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi khối nội